Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video xin giới thiệu cho các bạn một cái động cơ 12V giảm tốc và một con điều khiển sử dụng nút vặn. Ở đây có hai loại 250W và 500W. Con động cơ này là 250W. Nếu các bạn muốn dùng bền thì các bạn dùng điều khiển 500W này, còn dùng bình thường các bạn dùng cái con 250W này. Đây là nó có nút tắt mở này. Đấy. Còn đây là thông số của nó này. Nó sử dụng vòng tua của nó là 200 vòng trên phút. Đấy. Loa thì đây. 200 vòng trên phút này. Đấy, con này thì rất là khỏe. Những cái dòng bình thường ấy thì cái nhông này nó sử dụng là cái nhông của xích xe đạp. Riêng ở con này nó sử dụng nhông xích xe máy. Số răng là 9 răng và sử dụng xích xe máy nhá. Thịt này đây, nhông này rất là dày này. Còn những cái dòng bình thường của nó là 330 vòng trên phút cơ. Thì nó mỏng hơn. Còn con này là chỉ có 200 vòng trên phút thôi. Đây. Đấy. Thì cắm điện vào này. Đấy. Các bạn có tăng tốc lên bằng cái nút vặn ga này cũng được. Mình đây mình không có tay cầm này, điều khiển lên đây. Đấy, chạy rất là êm. Động cơ thì có chân đế. Hàng rất là xịn luôn. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng cái dòng điều khiển sử dụng tay ga cũng được. Còn đây là điều khiển sử dụng nút vặn ga bình thường. Đấy. Đây. Chân đế này, chân đế có vặn này. Nó giống như những cái động cơ 24V 250 và 350 thôi. Nhưng thằng này thì đấy mình vặn hết cỡ này nhá. Đấy. 200 vòng trên phút. Mọi chi tiết đặt hàng xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi video mới đăng.